Rồi vô like nha mấy chị ơi, lên đầm nhung cho mình nè. Rồi vô like, tương tác like, chia sẻ like giúp em nè mấy chị ơi. Vô hệ thống nha Vy Vy. Rồi em ơi. Rồi vô like mấy chị ơi, đầm nhung nha, lên đầm nhung cho mình, vé rất là rẻ luôn. Rồi vô like, tương tác like, chia sẻ like giúp em đi mấy chị ơi. Ai đang xem like cho em xin một chấm tương tác nha. Chị nào đang xem like cho em xin một chấm tương tác nha mấy chị ơi. Để lên gì tặng đầu like mấy chị. Rồi lên hàng tặng đầu like cho mình đây mấy chị ơi. Tương tác like giúp em, chia sẻ like giùm em nha. Em lên mấy cái mẻ hàng này rỉ rỉ em tặng đầu like cho mình. Chia sẻ like giúp em cho chị mấy cái áo phông ngắn ngắn crop top á Vy ạ. Cầm lên đây tặng đầu like cho mình luôn. Tương tác like giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Phông ngắn ngắn, tay dài, tay ngắn đồ gì á, cầm lên đi. Vô la mấy chị ơi, tương tác like giúp em, chia sẻ like giùm em nha. Đầm đang mang là form nó như thế này nè Phan Nhung ơi. Đầm đang mang là form như thế này nha. Ở trước đính ngọc trai toàn bộ luôn, rất là đẹp luôn nè. Rồi vô like giúp em nè mấy chị ơi. Vô like nha, hôm nay đầm nhung đẹp lắm. Đầm nhung đẹp cực kỳ luôn á. Rồi. Đầm đang mang nó là form dạng form E á, chứ không phải form suông đâu. Vô like tương tác giúp em nha. Mẫu đang mang nó sẽ có quần bên trong luôn mấy chị. Mẫu đang mang có quần bên trong luôn, em có hai màu, màu đen với màu đỏ. Màu đen với màu đỏ mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. 56, 57 kiểu lại là vừa. Rồi vô like, tương tác like giúp em, chia sẻ like giùm em, bắt đầu lên hàng tặng đầu like cho mình. Que gối thì có mẫu luôn á, que gối có mẫu luôn Nhung, chờ xíu nha. Rồi tương tác like giúp em, chia sẻ like lên giùm em, bắt đầu em lên mấy cái hàng này rỉ rỉ đầu like cho mình nha. Sọc giùm em nè, 40kg đến 60kg. 60kg đổ lại vừa hết luôn. Rồi chị nào có chia sẻ like chốt lên như là mẻ sọc, tặng đầu like cho mình 49.000, áo sọc 49.000 đầu like. Tương tác like, chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Sọc 49.000 đầu like nè. Rồi áo này, áo này tay bồng, cho em là mẻ tay bồng 49.000 đầu like luôn. Toàn bộ là vải len hết luôn mấy chị ơi. Vải len giùm em nha, rất là xịn, rất là đẹp luôn. 40kg đến 60kg chị sẽ vừa hết. Mẻ này mẻ cho em là tay bồng nè, mẻ tay bồng nha, em tặng đầu like cho mình 49.000 tay bồng. Rồi mẫu này mấy chị lên giúp em là, lên giùm em mẫu này là mẻ sọc là được nha. 49.000 đầu like mẻ sọc. Rồi chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha, con mình đây là mẻ sọc 49.000 đầu like. Mẻ sọc là mẻ tay bồng. Tương tác like giúp em, chia sẻ like giùm em nè mấy chị ơi. Rồi mẫu này em tặng đầu like cho mấy chị luôn. Em có cho mình màu hồng nè, màu hồng nè, dài que gối cho chị mấy cái đầm nhung ngon nhận que. Que có một hai mẫu. Dạ có que gối như vậy hả bộ nhỏ ơi. Rồi chia sẻ like lên giùm em nha mấy chị nha. Áo này em sẽ tặng đầu like cho mấy chị luôn. Em có cho mình là màu hồng nè, màu xanh min và màu đen. Hồng xanh min với lại đen mấy chị ơi, ba màu. Rồi lên giúp em nha. Hồng xanh min với lại đen luôn ba màu, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Lên giùm em là mẻ áo này em tặng cho mình đầu like. Lên giúp em mẫu này nha, tặng cho mình đầu like, giá là 49.000 một áo. Cho em là áo màu xanh, 49.000 màu xanh. Màu xanh đây mấy chị, 49.000 màu xanh. Sáng không ta, sao cảm thấy hôm nay like nó hơi tối tối vậy nè. Rồi lên giúp em là màu xanh mấy chị ơi, 49.000 đầu like giùm em nha. Màu xanh, 49.000 màu xanh. Màu hồng 49.000 màu hồng. Form này 40kg đến tầm 52, 53, 54 cái mấy chị sẽ mang vừa. Chốt lên giúp em là áo, em tặng đầu like nha. Màu xanh 49.000 và màu hồng 49.000. Chị nào lấy áo 49.000 mấy chị chốt lên giúp em là 49.000 kèm màu nha. Xanh 49 và hồng 49. Rồi mẻ sọc là em cũng tặng đầu like cho mình 49.000, duy nhất đầu like thôi nha mấy chị ơi. Tắt like là không có giấy tặng này nha. Tại vì đầu like em lên tặng cho mấy chị giá rỉ rỉ xíu á. Rồi lên giùm em là mẻ sọc này tặng đầu like 49, mẻ tay bồng tặng đầu like 49.000 nha mấy chị nha. 40kg đến 60kg là vừa hết luôn. Mấy cái hàng này là hàng vải len. Áo này là áo len nè, chất rất là xịn, vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi tặng đầu like cho mình.
đỏ đâu, đỏ hả? Canh đang mang cởi hết ra nó cầm lên chứ. Mày ơi, không quay hàng này nhiều mà, hai cục của nó đâu? Hàng này hàng cục mẹ. Mẹ giờ là em có mẫu này nữa nè, có màu đen, có màu đỏ, hai màu. Chứ cái tiền bỏ thấy con nó tăng lên rồi phép luôn. Hàng này hàng cục mẹ, không quay like ra trước đó. Mà hồi tối là chưa quay đó. Mất hết đe đi rồi, mất mất đi, mất hết đe con thử. Dài là mẫu này được không mấy chị? Dài mẫu này được không? Chia sẻ like giúp em nha, chia sẻ like giùm em. Dài là em có mẫu, mẫu này nè, nó có màu đỏ màu đen hai màu, đỏ với đen hai màu mấy chị ơi. Rồi dài là em có mẫu này nè, có cho mình là màu đỏ với lại màu đen nha, hai màu. Mẫu này lên giúp em là 145.000 à, màu đỏ là 145.000 nha, màu đỏ 145 là màu đen 145.000. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nè. Chị Trần Nhi lấy sọc 49.000. Chị Trần Nhi lấy sọc 49, ok chị. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Áo này hàng em bán 99.000 hay sao á, mà lên đầu like có 49.000 à. Rồi chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Cho em xíu. Em nó phiếu được cho em xíu nha mấy chị ơi. Mẫu này là em có cho mấy chị là màu đen và màu đỏ hai màu. Mẫu này giá 145, đỏ đen 145 cho chị hạt bụi nhỏ. Đỏ đen 145 cho hạt bụi nhỏ, ok chị. Đẹp lắm, mẫu này đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị nào lấy đầm này lên giúp em nha, đỏ với đen hai màu 145.000, quả cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi đỏ đen hai màu cho hạt bụi nhỏ. Rồi 145.000 hai màu, chị nào lấy nó lên giúp em nha mấy chị ơi. Màu đỏ và màu đen nha, hai màu 145.000. Rồi chia sẻ la là giúp em nè. Mẫu em đang mang trong người là em có cho mấy chị là màu đang mang trong người là màu đỏ với lại màu đen nhung xịn lắm luôn mấy chị ơi. Đang mang nó sẽ có lốt quần bên trong luôn giúp em nha. Đang mang là có lốt quần bên trong luôn, 159.000. Mẫu này cho em là giá 159.000, chuẩn hàng xịn đẹp luôn mấy chị ơi. Chuẩn hàng xịn đẹp luôn như thế này nha. 145.000. 159.000 mẫu này. Mẫu này cho là 159.000. Em có cho mấy chị là màu đen và màu đang mang trong người là màu đỏ hai màu nha. Em có cho mình là đen với đỏ hai màu. Chị nào lấy đầm nhung đang mang mấy chị chốt lên giúp em là đầm 159.000 tìm màu. Đầm 159.000 tìm màu. Chất nhung xịn đẹp nha mấy chị ơi. Hàng này chuẩn hàng luôn chứ. Nó sẽ có, em thấy có nhiều chỗ bán nhung 115, 125 mà là không phải đâu nha mấy chị ơi, yên tâm. Còn hàng bên em là mấy chị nhận hàng là sẽ biết cái chất của nó. Hàng này người ta đang bán ra 200 mấy một đầm á. Em bán mấy chị giá rất là rẻ luôn, 159.000. Chị nào lấy thì mình chốt lại em mà đầm đang mang 159.000 kìm màu nha. Mẫu này sẽ có lớp quần bên trong cho mình luôn. Em mở hết đèn chưa quay. Mẫu này nó sẽ có lốt quần bên trong cho mình luôn nha mấy chị nha. Về toàn bộ phần phía trước nè, nó sẽ có đính ngọc trai sang xịn luôn cái đầm này. Đầm đang mang trong người nè mấy chị. Màu đang mang là màu đỏ và màu là màu đen hai màu nha. 40kg tầm 56, 57 cái gì mấy chị vừa hết luôn. Lên giùm em là đầm 159.000 kìm màu. Đầm này em là giá 159.000 kìm màu nha mấy chị nha. Phía trước của nó đính ngọc trai á, mình nhìn vô mình thấy cái eo nhỏ gọn lắm luôn mấy chị. Đính ngọc trai nè, đường viền hai bên nè, nhìn vô thấy cái eo nhỏ gọn cực kỳ luôn, rất là đẹp luôn. Mẻ 169 đâu đưa chị đây. Rồi đầm nhung này toàn bộ nhung là nhung đỏ, màu đỏ đậm hết nha mấy chị ơi, yên tâm nha. Đang mang trong người là màu đỏ đậm á. Rồi mẫu này 169.000 là chị hạt bụi nhỏ có lấy thêm mẫu này không chị? Mẫu 169.000 cũng dài que gối luôn, em là mẻ 169. 169.000 em cũng có cho mình là màu đỏ với màu đen luôn hai màu. Ủa còn đỏ không? 169.000 em có cho mình là màu đỏ thôi nha. Màu đỏ 169.000 màu đỏ. Lên giúp em là đầm nhung 169.000. Dáng này dài que gối nè. Rồi mình chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Toàn bộ nhung là nhung màu đỏ, dạng đỏ đậm á, đẹp lắm mấy chị cứ yên tâm đi. Màu đẹp không à. Hàng chuẩn hàng luôn giúp em nha. Bán ra giá như này rất là rẻ luôn. Chị đã lấy chốt em mẻ nhung 169.000 nha. 169 là cổ, là dạng cổ vuông. Tay là tay bồng nè. Ở trước nó sẽ bèo hai bên về chỗ này, nó sẽ may viền nổi cho mình luôn, rất là xinh luôn nha mấy chị.
Mẫu này cho em là mẻ đỏ 169, mẻ đỏ 169.000. Rồi đầm em mang trong người, chị nào lấy chốt lên giúp em là 159.000 kiềng màu nha. 159 màu đỏ, 159 màu đen, 40kg tầm 56, 57 cái gì mà chị sẽ vừa hết luôn. Chất nhung nó sẽ có độ co giãn cho mình. Nhung này có độ co giãn mà chị yên tâm nha, vải rất là đẹp luôn. Có lót quần bên trong luôn, mẻ đang mang trong người là có lót quần bên trong luôn nha mấy chị nha. Lên giùm em là màu đỏ 159.000 và màu đen 159. Em bao giá luôn mấy chị ơi, hàng xịn lắm luôn. Rồi, chia sẻ like giùm em. Đỏ với đen hai màu 159.000. Rồi lấy chốt lên giúp em cho mấy chị ơi. Cái mẻ dài này nè, dài lấy em chỉnh ghế lại chị nha quý. Em có một cái bộ áo dài nè mấy chị ơi, áo dài chuẩn xịn đẹp luôn như thế này. Áo dài nè, form này 40kg nó tầm 55kg mấy chị sẽ mang vừa. Áo dài giùm em nha, 40 đến tầm 55kg mấy chị sẽ mang vừa cho em là áo dài 179.000 mấy chị ơi. Áo dài 179.000 nè, 40 đến tầm 55kg mấy chị sẽ mang vừa. Chúc em mẻ áo dài 179. 169 không? 169 mấy chị, 169. Không quay làm giá nha. À đúng rồi, 169.000. Lên với em là áo dài nha mấy chị ơi, 169. Đầm em mang trong người là 40kg tầm 56, 57kg mấy chị sẽ mang vừa nha. 40kg tầm 56, 57kg nha chị hội đoàn ơi, 159.000. Em nói thiệt mấy chị, nhận hàng mấy chị sẽ rất là ưng ý luôn. Đầm nhung này là em săn re mới có giá này bán lên cho mấy chị ơi. Chứ không có phải hàng người ta đang bán 101, 102, 125, 135 đâu nha, không phải đâu. Mấy chị cứ mua thử một cái đi. Còn không chị nào ở gần shop em, mấy chị ghé quay shop mấy chị có thể lựa trực tiếp cũng được. Nhìn cái chất nhung của nó, hàng đang bán 200 mấy, em sang re sang đây cho mấy chị mới có giá này mấy chị ơi. Rồi lên tiếp đầm xịn nơi ok đẹp sang nhung. Áo dài 169.000 giúp em nha, áo dài 40kg đến 40kg đến tầm 55kg vừa. Chị nào lấy áo dài này mấy chị chốt lên em là mẹ áo dài nha. Áo dài 55kg lại mang vừa, áo dài cổ vuông 169 nè. Áo dài cổ vuông 169. Rồi em lên tiếp đầm cho mình nha. Đang mang 159.000 kỳ màu, màu đỏ gọi là màu đen hai màu. Chị nào lấy cho em đầm 159.000 kỳ màu nha mấy chị nha. Đỏ đen hai màu 159. Đỏ với đen hai màu mấy chị ơi, 159.000. Chị nào lấy lên giúp em nha. Đỏ đen hai màu mấy chị ơi, chị nào lấy thì lên giúp em. Chờ em xíu xíu. Rồi lên tiếp mẫu cho mình luôn. Chia sẻ like giùm em nha. Rồi đang mang chị nào lấy chú em đang mang nha. Đỏ đen hai màu. Lên tiếp mẫu này đi. Mẫu này mấy chị lên giùm em, mẫu này thì nó cũng chỉ có cho mình là hai màu luôn. Giá rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Nó lấy màu đen cho chị luôn. Đây em lên mẫu này cho mình. Rồi quay tiếp mẫu nha mấy chị ơi, đang mang chị đoàn lái cho em là màu đầm đang mang 159.000. Cúc re con trên cổ áo, trên cổ áo. Chịu khét luôn rồi. Chịu khét luôn rồi, kéo kéo chị nè. Mẫu đen em đang thử trong người nó cũng sẽ có quần cho mình luôn nè mấy chị ơi. Có quần và có mút ngực luôn nè. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Đầm nhung chất rất là xịn luôn á, rất đẹp luôn mấy chị ơi. Đang mang đúng cái màu đen phải kiểu này không? Rồi đang mang giùm em nè, dạy quần lấy kim có luôn chị. Rồi lên mà đầm đang mang nè mấy chị ơi, đầm này nó cũng sẽ có, đầm này nó cũng có lót quần bên trong cho mình luôn nha mấy chị nha. Tay của nó là dạng tay bồng nè, tay bồng có mút ngực, tay bồng có mút ngực. Về ở trong có lót quần bên trong cho mấy chị luôn. Lên giúp em là mẻ đầm này 149.000 kìm màu nha mấy chị nha. Đầm 149.000 kìm màu, ở trong sẽ có lót quần cho mình luôn và tay của nó là dạng tay bồng. Em có cho mấy chị là màu đen với là màu đỏ hai màu. 40kg tầm 56, 57kg đó lại mấy chị sẽ vừa hết luôn nha. 40kg tầm 56, 57kg mấy chị sẽ vừa hết luôn. Lên giúp em nha mấy chị ơi. Quần legging còn nha chị Phương Trinh. Quần legging chị lấy loại nào? Dài, đùi hay là loại ngố chị? Rồi cho em là đầm này nha, 149.000 kỳ màu mấy chị.
40kg tầm 56, 57kg của chị sĩ men vừa. Có mút ngực. Mẫu này có mút ngực và có lớp quần bên trong luôn giúp em. Cổ này dạng cổ vuông nè. Nó kìm một cái tét vô cho mình nữa nha. Cái tét em bỏ riêng ra nè. Cái tét tét bỏ riêng ra cho mình nữa. Rồi lên giúp em là đầm 149.000 kìm màu nha mấy chị nha. Dạng nhung mà nhung trơn nè. Nhung mà dạng nhung trơn em đang mang trong người. Tay của nó là dạng tay bồng như thế này nha mấy chị nha. Tay bồng nè, tay dài. Trước có mút ngực và ở trong sẽ có lớp quần bên trong cho mình luôn. Mẫu này em có cho mấy chị là màu đỏ với màu đen, hai màu. Mẫu này em có cho mình là màu đỏ với màu đen, hai màu nha. Chị nào lấy đầm nhung này chốt lên giúp em là 149.000 kìm màu nha mấy chị. 149.000 màu đen, 149.000 màu đỏ. Form từ 40kg đến tầm 56, 57kg mấy chị sẽ mang vừa. 40 tầm 56, 57kg mang vừa. Quần legging này đúng không chị Phương Trinh ơi? Quần legging này đúng không chị? Mẫu này cho em là đùi 59, ngố 65 và dài là 75 nha. Rồi dài nè mấy chị ơi, dài là 75.000. Dài là 75.000 giúp em. Ngố là 59.000 ngố về không. Đùi là 59, ngố là 65. Đùi là 59 và ngố là 65 mấy chị. Chất dày dặn cực kỳ luôn nha, bao nhiêu cái cũng vừa hết. Quần này bao nhiêu cái cũng vừa hết. 22 vui vui. Rồi lên giùm em là quần nha mấy chị ơi. Ngố là 65 nha, đùi là 59 và quần dài là 75.000. Chị nào lấy quần này chốt lên giúp em nha. Đầm đang mang là chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị ơi. Đầm nhung đang mang 149.000 nha, màu đỏ và màu đen, hai màu mấy chị. Màu đỏ với lại màu đen hai màu luôn. Chị nào lấy màu gì lên màu giúp em nha. Tiếp mẫu ơi, nó tiếp mẫu ơi. Quay mẫu này. Đi 159 đó chị Thanh Lam. Đi 159.000 chị Thanh Lam. Rồi, em quay mã nhung màu đen này đi, chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Đây cho mình nhung đen này. Rồi quay mẫu tiếp nè, chia sẻ like lên giúp em nha mấy chị ơi. Mẫu này nó có một màu lên em mẫu đầm nhung này nha mấy chị ơi. Rất là dày luôn, nó là hai lớp và mẫu này em chỉ có duy nhất mình là màu đen. Form này 40kg tầm 52, 53, 54kg đô lại của chị mang vừa. Đầm này 53, 54kg lại mang vừa giúp em nha mấy chị ơi. Nó sẽ có cái nơ ở trước nè. Nơ ở trước đầm nhung này hai lớp luôn. Bên trong sẽ có một lớp lót cho mình bên trong nữa nha. 155.000. Mấy chị lên với mà đầm đen 155. Đầm đen 155.000 đầm đen nha mấy chị ơi. Nó sẽ có nơ phía trước cho mình nè. Rồi nắp túi như này, hai lớp luôn. Có lớp bên trong dày dặn luôn giúp em. Mẫu này mấy chị lo giùm em là đầm đen nha, 53, 54kg lại men vừa. Chốt em mẹ đầm đen 155.000 đầm đen nha mấy chị ơi. Đầm đen 155 giúp em nha. Chị nào lấy đầm đen chị mẹ đầm đen 155.000 đầm đen. 40kg tầm 53, 54kg mấy chị sẽ mang vừa. Rồi 40 tầm 53 54 kg mang vừa, hàng hai lớp luôn nha mấy chị ơi. Hàng hai lớp luôn giúp em nha. Chị em là mẻ đầm đen 155.000 đầm đen. Chị nào lấy đen chốt em mẻ đen 155 nha. Đừng có gắn từ từ, đừng gắn lấy còn lai nữa. Từ gắn tóc xuống dưới. Rồi 155 đầm đen nha mấy chị ơi. Ai lấy đen chốt em mẻ đen nha. 155.000 đầm đen. Chị mà đi 155. Hình đầm nhung hay là la hàng khác, mấy chị có muốn em la nhung nữa không mấy chị ơi?
muốn like nhung nữa không hay là em like hàng khác cho mấy chị ta, nên đầm bộ mẫu khác nha. Rồi lo nhiều em là đầm trắng này mấy chị ơi, đầm trắng này em có cho mình là size S với lại size M luôn, hai size. Đầm trắng này em có cho mấy chị là size S với lại size M nha, hai size. Chốt rất là đẹp luôn nè, S với M hai size. S là form từ cho cô áo nâu mới vô lên. Rồi lo em là mã đầm này nè mấy chị ơi. Áo nâu này có hai màu nha Thùy Dương ơi, áo này em có cho mấy chị là màu nâu và màu xanh hai màu. Màu nâu với màu xanh hai màu. Em like hàng ấy để nhung đóng cái thủy rồi. Rồi lên giúp em là áo này nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg mang vừa. Em có cho mình là màu nâu với màu xanh hai màu. Nâu với xanh hai màu nha mấy chị ơi, 40kg đến 60kg mang vừa nha áo này nè. Vải dày dặn chất co giãn, nâu với xanh hai màu. Chị nào lấy lên giúp em là áo, lên em là áo 79.000 nha, kèm màu 79.000 kèm màu. Chị nó lấy lên giúp em nha mấy chị ơi, 79.000 màu nâu, 79.000 màu xanh hai màu. Chị nó lấy lên em là áo 79.000 kèm màu nha, vải co giãn chất rất là đẹp luôn. Dạ còn nha chị, đầm nhung là khách sĩ của em là người ta đang muốn ôm luôn á, mà hôm qua em thấy nó có một ít nào cho nên em để em like lẻ á. Mình như chị ít thích đầm nhung hay sao đúng không ta, thì là em like hàng khác cho mình nha. Em like lỉ mẫu ra thì em sợ bỏ cho người ta không được nữa. Rồi mẫu này lên giúp em màu xanh với màu nâu hai màu nha, 79.000. Rồi lấy mẫu này lên em là áo 79.000 kìm màu. 79.000 kìm màu nha mấy chị nha, 79.000 màu nâu và 79.000 màu xanh hai màu. Rồi lấy màu về mấy chị lên màu giúp em luôn nha. Xanh với nâu hai màu 79.000. Xanh nâu hai màu 79.000. Đầm đang mang là 53 54kg đâu lại vừa nha chị Thanh Nga ơi. 40kg tầm 53 54kg mấy chị sẽ mang vừa nha. Đầm nhung chất rất xịn luôn. Đầm nhung chất rất là xịn luôn mấy chị ơi. Hàng này là hàng người ta may chủng mẫu luôn. Xong rồi người ta lỉ mẫu là người ta đưa ra là em săn hàng này mới bán giá rẻ cho mấy chị nè. Chứ không phải cái hàng người ta may ra hàng giá rẻ luôn xong ta bán lên trăm mấy đâu. Em đang mang là 155.000, 40 tầm 53, 54kg vừa nha mấy chị nha. 40 tầm 53, 54kg vừa giúp em. Cho em là đầm đang mang 155. Đầm đang mang 155.000. Rồi lên em mẫu này. Màu đỏ nữa nè. Chung là đầm mẫu đẹp không luôn mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em nha, đang mang 53, 54kg lại mang vừa cho nó lái chốt là em đang mang nha. 53, 54kg lại mang vừa 155.000. 155. Không có kéo. Đầm này ở phía trước cổ là nó sẽ có phối đen lưới cho mình nha. Phối đen lưới cho mình đó chị ơi. Rồi mẻ đầm này lên giúp em 40kg tầm 56, 57kg với chị sẽ mang vừa. 40kg tầm 56, 57kg là mang vừa luôn giùm em nha. Phía trước của nó là sẽ phối lưới ren nè. Lưới ren chất bi nổi lên trên luôn mấy chị, rất là đẹp. Chị mà đầm nhung đỏ nha, 40kg tầm 55, 56, 57kg với chị sẽ mang vừa. 40 tầm 55, 56, 57kg với chị sẽ mang vừa. Chốt là em mẻ đầm đỏ đang mang nha mấy chị ơi. 149.000 đầm đỏ đang mang. Chị nào lấy đầm đỏ này chốt em mẻ đầm đỏ 149.000. 40kg tầm 56, 57kg mang vừa mấy chị ơi. 40 tầm 56, 57kg mấy chị sẽ mang vừa. Chốt lên em mẻ đầm đỏ này nha, 149.000 đầm đỏ. Đầm đỏ 149 nha mấy chị nha. Lên em mẻ đầm đỏ 149.000.
vải nhung này nó sẽ có độ co giãn cho mấy chị luôn đó. 5-6, 5-7 ký loại men vừa nhan, mẫu này là em chỉ có duy nhất một màu, chị nó lấy mẹ đỏ này, mình chốt là em là đầm đỏ nha, 149.000 đầm đỏ mấy chị, chốt em mẹ đỏ 149.000. rồi mẹ đầm trắng 2 dây là mẫu này nó may 2 lớp luôn, có điều chỉnh keo thắt về hàng là hàng 2 lớp. Mẫu đầm này em có cho mấy chị là size S với lại size M, 2 size. S là form tầm 50-50 kg là men vừa, size S, size M size S là tầm 52-53 kg là men vừa, size M này tầm 60 kg độ lại mấy chị vẫn vừa luôn nha, vẫn vừa luôn nè. 2 dây nè mấy chị ơi, có điều chỉnh keo thắt luôn, giúp em mẫu này 155.000. Chị nó lấy đầm trắng 155, mấy chị lấy em mẹ đầm trắng nha, đầm trắng 2 dây nha mấy chị nha, 155.000 đầm trắng 2 dây, chị nó lấy lên giúp em nè. Rồi trắng 2 dây 155 nha mấy chị, số vải đẹp cực kỳ luôn, bên trong nó sẽ có lót cho mình luôn nè, bên trong nó sẽ có lót cho mình luôn mấy chị ơi, chất xịn lắm luôn á. Rồi lên giúp em là mẹ trắng này nha, 155.000 đầm trắng kèm size X 40 kg, tầm 52-53 kg lại mang vừa, size M là tầm 60 kg độ lại mấy chị sẽ vừa luôn. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, rồi lên giùm em mẫu mẫu sơ mi xanh nè, bộ sơ mi xanh, bộ sơ mi xanh nè mấy chị ơi, gồm một quần đùi đi là một áo, ở sau sẽ có bo chung cho mình nè, ở sau có bo chung cho mình luôn. Form này rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi, form này lên giùm em là 40 kg, nó tầm 55-56 kg mấy chị sẽ mang vừa. Bên hông nó sẽ có dây kéo bên hông giúp em nha, bên hông nó sẽ có dây kéo bên hông nè mấy chị ơi. Lên giùm em là bộ xanh này nè, 125.000 bộ xanh, 135.000 bộ xanh mấy chị, 135.000 bộ xanh, form 40 kg, tầm 55-56 kg mấy chị mang vừa. Đầm trắng đó ở dưới có xe ít đúng không Vy, xuống dưới lấy xe ít rồi chị. Rồi lên em là bộ xanh nha mấy chị ơi, bộ này vải rất là đẹp luôn, bộ này vải cực kỳ đẹp luôn á, 53-56 kg lại mang vừa, chốt em là bộ xanh nha mấy chị ơi, 135.000 bộ xanh. Vải của nó dày á, mềm mềm, dày mềm dễ chịu lắm mấy chị ơi. Lo em là bộ xanh này nha, 135.000 bộ xanh, 40 kg, tầm 56-57 kg mang vừa, vải đẹp lắm, vải đẹp lắm mấy chị ơi. Màu này lên trắng da nha, trắng da màu xanh đậm á. Lo với em là màu xanh nha, 135.000 bộ xanh, chị nào lấy bộ xanh với bộ xanh 135. Rồi chờ em xíu nha, để em lấy size ít luôn rồi em thử form cho, em lấy size ít luôn. Rồi lo giùm em mẫu này. À nó có màu kem nữa nè mấy chị ơi, bộ xanh có màu kem nữa nè, 135.000 có cho mấy chị là màu xanh và màu kem luôn nha, hai màu, xanh với kem hai màu luôn mấy chị ơi. Chị nào lấy thì lên giùm em nha, 55-56 kg lại men vừa, màu xanh và màu kem hai màu. Màu xanh với lại màu kem luôn hai màu mấy chị, chốt lên giúp em là mẫu này 100, lên cho mình là 135.000 kèm màu nha, xanh 135 với lại kem 135. Xanh 135.000 với lại kem 135.000. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha mấy chị ơi, xanh 135 với kem 135.000. Đo eo cái quần đi. Ok Phan Nhung. Cầm mấy chị đo coi chiếc hệ thống thôi, cái này ở sau là lưng thun nha mấy chị ơi, ở sau là lưng thun nè, trời ơi eo tới eo 80 lận, kéo ra tới eo 80 luôn nha Phan Nhung ơi, tại vì đó sau là lưng thun mà, đó là lưng thun phía sau nha, bên không có dây kéo nữa. 135.000 màu xanh, 135.000 màu kem, vải đẹp lắm luôn. Chị nào lấy thì lên giúp em nha, xanh với kem hai màu, để em thử làm trắng, chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi bộ xanh cho chị Phan Nhung, bộ xanh Phan Nhung xanh 135. Đầm em mặc trong người hồi nãy là 100, cho chị lại đầm em mặc trong người hồi nãy là 100 mấy, cô giấy 149 đúng không? 149.
Đầm email hồi nãy là 149.000 nha mấy chị ơi. Rồi đầm trắng đây nè chị. Đầm trắng em hết size S rồi, em đang mang size M, nó hơi rộng nha. Đang mang size M. Thấu dây ở sâu luôn chị xíu ơi. Dây nó có điều chỉnh cao thấp luôn mấy chị ơi. Đầm này ở sâu dây có điều chỉnh cao thấp giúp em nha. Lên cây găng đi. Ok chị Trịnh Thu Trang. Cây găng á, thấy mẫu lên nha mấy. Rồi đem mang chi là 155.000 mấy chị ơi. 155 nha, em còn cho mấy chị là size M. Đúng không? Còn M thôi đúng không? Rồi đem mang vải dày dặn chất rất xịn và rất đẹp luôn giúp em. Chỉ còn duy nhất cho mình là size M thôi nha. Chị đã lấy đầm đem mang mấy chị lên với 155.000. Vải rất xịn chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Vải xịn chất đẹp cực kỳ luôn nha. Lên em là đầm đem mang 155. Dạ ok chị Thu Trang chờ em xíu nha. Đầm đỏ hồi nãy em vừa thay ra là 149.000 chị Uyên Uyên ơi. Đầm đỏ là 149 nha chị nha. Đỏ 149. Đầm nhung size XL bao nhiêu? Đầm nhung size XL bao nhiêu? Đầm nhung này là free size nha chị. Mẫu đang vừa mang là free size giùm em nha chị ơi. Em là 46-47kg là em mặc cái này cũng vừa nè. Kiểu như đầm nhung này nó sẽ có độ co giãn cho mình. Có độ co giãn cho mình. Người mình tới đâu mình mặc nó sẽ ôm ôm trong người đó chị ơi, không có bị rộng đâu nha. Chốt lên mà đầm nhung đỏ 149.000 nhung đỏ. Nhung đỏ giùm em 149.000 nhung đỏ nha mấy chị nha. Chốt em mẹ đầm nhung đỏ 149 mẫu vừa thay ra á. Rồi đầm đang mang trong người là 155, chị lấy cho em mà đầm trắng 155 nha mấy chị ơi. Rất là xịn hàng hai lớp luôn, vải rất là đẹp luôn mẫu này. Cho em là trắng đang mang 155.000. Rồi trắng đang mang 155 nha mấy chị ơi. Mẫu này có size nè chị Uyên 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 ơi, mẫu này có size. Trời ơi, cái đi găng nè. Rồi lên giúp em này đang mang 155.000 đang mang đầm trắng này Nhi vừa á Nhi. Nhi chắc chắn vừa á. Trắng lấy thì chốt lên nha Nhi ơi, 100. Trắng này rộng rãi thoải mái, trắng 155. Trắng 155.000. Rồi em que mẫu nha. Chị đã lấy đầm trắng chốt đi mẹ trắng á 155.000 thôi mấy chị ơi. Trời vải đẹp lắm. Đầm trắng vải bao đẹp luôn, hai lớp dày cui và nặng tay luôn á. 155.000 chốt đi mẹ đầm trắng 155. Em que mẹ đầm nhung khác cho mình nè. Rồi chia sẻ la lên giúp em nha mấy chị ơi. Rồi đầm nhung đang mặc trong người, đầm này em có cho mấy chị hai màu. Màu đỏ với màu đen hai màu. Rồi đầm trắng cho Bích Nhi 155. Rồi, đầm đang mang nha mấy chị ơi. Đầm đang mang ở trên cổ nó là dạng cổ sơ mi như thế này. Cái này dễ thương nè. Cổ là dạng cổ sơ mi giúp em nha. Rồi gài nút. Mẫu đang mang em có cho mấy chị là màu đỏ và màu đen hai màu. Mẫu đang mang có cho mình là màu đỏ với màu đen mấy chị ơi, hai màu luôn. Rồi cây đi găng chị Thu Trang còn xem không, chấm bài lên giúp em để em lên mẫu cho nha. Đầm nhung chất rất là xịn luôn mấy chị, cứ yên tâm chất vải nha. Em nói vải rất xịn và rất đẹp luôn á. Chia sẻ like giúp em nè mấy chị ơi. Đầm nhung đang mang trong người, hàng xịn lắm, chuẩn hàng luôn. Rồi có cho mấy chị là màu đỏ nha, với là màu đen luôn, hai màu. 155.000, 155 màu, em có cho mấy chị là size S với size M luôn, hai size. S với M hai size. Rồi S với M hai size mấy chị ơi, giá của nó là 155.000 kèm màu. Giá 155.000 giúp em kèm màu nha. Size S và size M luôn hai size. Chị Thu Trang còn xem không chị? Để em lên cây găng cho mình nè. Rồi, đang mang màu đỏ và hẹp bụi nhỏ. Màu đỏ đang mang hẹp bụi nhỏ. Em thử em mình màu đen nha. 155 mấy chị ơi. Chốt lên giúp em 155.000. Của Bích Nhi là đầm này nha. Màu đỏ và màu nhỏ. Rồi qua cho mình đầm này. Em có cho mấy chị màu đen. Màu đen là còn S với M 2 size. Chị nó lấy đen nha, mẻ đen 155 kiềm size nè. Rồi đang mang là em còn cho mấy chị màu đen nha. 155 kiềm size S với M. 155 S với M 2 size giúp em luôn. Em còn mấy chị là màu đen. Thấy mẫu này bữa giờ mà chờ em à. Cảm ơn về màu nhỏ nha. Là giúp em 155. Màu đen còn cho mấy chị size S với size M nha. Chị nào lấy chốt lên giúp em nè. Dưới 50kg mang S, 56-57kg lại mang M giùm em.
Rồi. Đầm nhung nha mấy chị ơi, 155.000 chim là đầm nhung này đang mang trong người, đen size S và đen size M hai size. Đen S với đen M hai size nha mấy chị ơi. Chị nào lấy chốt lên giúp em 155.000 nha, kiềm size 155 kiềm size mấy chị ơi, đen S và đen M hai size. Cái cổ nó là dạng cổ sơ mi này, em nói vải rất là xịn chất, rất là đẹp luôn, nhận hàng mấy chị sẽ rất là ưng ý luôn á. 155.000 kiềm size giúp em nha, S với M luôn, hai size. S với M hai size mấy chị ơi, mẫu đang mang nha. Nhung đang mang ít với M hai size 155. Ở mẫu này em chỉ có size ít với size M thôi nha chị ơi. Rồi em quay tiếp nè. Rồi, mình chia sẻ like giúp em nha mấy chị. Rồi quay tiếp mẫu này cho mình luôn. Này cổ nó là beo cưng luôn. Rồi em quay mẫu tiếp nha, đang mang là còn màu đen nha mấy chị nha, 155 còn màu đen. Chia sẻ like giúp em. Đỏ đỏ hết rồi, vi tròn ơi. Đỏ đó hồi nãy có một cái size M để chị hẹp bộ nhỏ ha. Rồi em quay mẫu khác luôn. Em còn đen size S với size M. Xách liền nha quý. Bỏ chung cục vô. Em còn màu đen size S với size M nha, em quay mẫu khác luôn nè. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em. Kéo em vào gài cái chốc cơ lại em chị. Đầm im men nè mấy chị ơi, đẹp lắm. Đầm nhung. Đầm này đầm đang mang nha mấy chị ơi, nó sẽ dạng như có chóp cơ trên cổ như thế này nè. Lên giúp em mẫu này, em có cho mấy chị màu đỏ với là màu đen luôn, hai màu. Mẫu này có cho mình đỏ với đen hai màu. 40kg tầm 55-56, 40 tầm 55-56kg mấy chị mang vừa hết luôn giúp em nha. Đang mang có cho mình màu đỏ nè mấy chị ơi, chất nhung rất là đẹp luôn. Tay của nó là tay phối riêng, về cổ là dạng cổ chóp cơ như thế này nha, chưa gài được á. Cổ chóp cơ như thế này nha mấy chị. Lên giúp em là đầm 100, đầm này chỉ là 145.000. 145.000 kìm màu. 145.000 kìm màu nha mấy chị ơi. 40kg tầm 56 57kg thì sẽ mang vừa luôn. Chốt lên giúp em là 145.000 kìm màu nha. 145 kìm màu. Bill kêu ra đủ cho em. Bill trắng của Bích Nhi có bill chưa? Rồi đây là đầm đang mang nha, màu đỏ với màu đen mấy chị ơi, hai màu. 145.000 đỏ với đen hai màu. Chị nào lấy màu gì mà lên màu giùm em luôn nha. Đỏ đen hai màu nè. 40kg tầm 55 56 57kg mang vừa. 40 tầm 55 56 57kg mang vừa mẫu này nha mấy chị nha. Chất rất là xịn, vải đẹp cực kỳ luôn, nút từ trên xuống dưới nè. Tay của nó sẽ có phối riêng cho mình. Tay có phối riêng nè, cổ là có chóp cơ như thế này mấy chị. Rất đẹp luôn nha. Như là màu đen 145.000, màu đen và màu đỏ 145. Đỏ 145.000 với lại đen 145.000. Rồi lấy mình chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Chất nhung xịn đẹp cực kỳ luôn nha. Đỏ 145 với lại đen 145.000 luôn. Chị lấy mẫu này lên em là mẫu đầm 145.000 kiềm màu. 145 kiềm màu nha mấy chị. Đỏ 145 với lại đen 145. Rồi ai lấy mẫu này chốt lên giúp em nha. Đỏ 145 với đen 145. Rồi em quay mẫu tiếp nè. Đẹp quá đi mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em quay mẫu này cho mình. Rồi mẫu kiểu cổ tiểu thư là rất là xinh luôn. Mẫu này em chỉ có cho mấy chị là màu đen thôi nè. Cổ phía trước của nó nè mấy chị ơi, rất xịn và rất đẹp luôn như thế này nha. Mẫu này chỉ có cho mình màu đen thôi. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Mẫu này có quần bên trong nữa nè mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha.
này xinh nha, cái này đẹp nè. Mẫu này em có nha mấy chị, là size S với là size M luôn, hai size. S tầm S dưới 50 kg, size M 56-57 kg là đang vừa. Đầm này đẹp lắm mấy chị ơi, chốt đầm này đi, nó có lớp quần bên trong luôn. Có lớp quần bên trong luôn giúp em mẫu này nha. 149.000 một đầm. 149.000 một đầm mấy chị ơi. S là dưới 50 kg, size M là tầm 56-57 kg là chị xem em vừa. 56-57 kg là đang vừa size M. Ôi xinh cực kỳ luôn mấy chị ơi, mẫu này rất là đẹp luôn giúp em nha. Mẫu đẹp xỉu luôn á. Lên giùm em là 149.000 kèm màu. 149.000 kèm màu mấy chị ơi, kèm size. 149.000 kèm size nha. Mẫu này em chỉ có duy nhất cho mình là một màu. Mẫu này có duy nhất một màu. Lên với em là đầm 149.000 kèm size nha mấy chị ơi. Phía trước của nó là có một cái nơ nè, rồi phối ren. Ren vàng cổ tiểu thư á, chất rất là đẹp luôn. Có lớp quần bên trong luôn giùm em, mẫu này có lớp quần bên trong. Chị nào lấy mình lên với em là 149.000 nha. Kìm size kìm quá là không vừa. 149.000 giúp em nha mấy chị ơi. Tay ngắn hơn để em coi thử. 149.000 chị nào lái chốt lên với em là 149.000 kìm size. 149 kìm size nha mấy chị. Size S với lại size M luôn, hai size. S là 40 dưới 50 kg, size M là tầm 56-57 kg đô lạm chị xí mang vừa. Rồi cổ rất đẹp luôn á, đẹp lắm mấy chị ơi. Lên giùm em là 149.000 nha kìm size. 149 kìm size nha mấy chị nha. Size X với size M luôn, hai size. 149 kìm size cho em. Rồi mẫu này, lên em là đầm này. Mẫu đầm này nha mấy chị ơi. Lên em là đầm mẫu phối ren nè, mẫu cổ phối ren. Cổ phối ren phía trước, mẫu đầm này giá là 169.000. Form này 57-58 kg độ lại chị vẫn vừa. Dạ rồi, ok chị Trâm Anh Trần 149 ghi lấy liền nha. Ok chị, bỏ riêng ra nha em. Ghi lấy liền nè. Size S nè, ok chị. 149.000 S với M 2 size, chị nào lấy chốt lên giúp em. Đo thử ngực, eo, ok Bích Nhi. Rồi, cái này rất đẹp luôn á. Vui vui vui, đo size M đi. Chị nào lấy nó lên giúp em nha mấy chị ơi. S với M 2 size. S với M 2 size. M là E74 đổ lại vẫn được luôn á, kiểu như nhung nó co giãn chiếu căng ra được nha mấy chị ơi. Về ngực, nhưng mà sợ như không vừa đâu. Rồi, ngực là 90 á, ngực 90 nha, ngực 90, eo tầm E74 đổ lại vẫn được. Rồi lên với em là size S với lại size M 2 size nha mấy chị ơi. Đầm đang mang S với M 2 size, giá của nó là 149.000. Chị nào lấy đầm đen mang mấy chị chốt lên giúp em nha, đảm bảo nhận hàng mấy chị sẽ rất là ưng ý luôn. Cái mẫu này thiệt sự rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Có lớp quần bên trong, phía trước là phối ren nè, và nơ như này giùm em. 149.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn á. Lên giùm em là đầm 149.000 kèm size nha mấy chị nha. S với M 2 size, 149 kèm size giùm em luôn. 149.000 kèm size. Rồi em quay cái mẫu 169 nha mấy chị nè. Mẫu này chị nào mông to đùi to như cái mẫu này như vừa nè Nhi. Mẫu này size L nè. Mẫu này size L như vừa nè, có lấy mẫu 169.000 này nè. Rất là đẹp luôn. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Đang mang là 149.000 nha. Đang mang là 149 S với M 2 size. Rồi em quay mẫu luôn nha, chị nào lấy chốt lên giúp em. 149 kèm size nha mấy chị. Dạ L là mẫu khác chị ơi. Đây em đang thử cái mẫu size L này nè. Size L này em có duy nhất một cái size L. 169.000. L nha, L em mặc hơi rộng kìa yêu. Rồi size L nè. Chị nào lấy size L chốt em mẻ size L. 169.000 đầm size L. Mẫu này size L 169.000 giúp em nha. Mẫu này nè mấy chị ơi, duy nhất một cái luôn. Size L 169.000. Chị nào lấy mẫu đầm này chốt em là đầm size L nha. Đầm size L giá là 169.000. Phía trước của nó sẽ có phối ren cho mình như này. Phía trước là có phối ren rất xịn và rất đẹp như này mấy chị ơi. Tay cũng cưng nữa, chất rất là đẹp luôn giúp em. Size L, size L này 60 kg đô lại vẫn vừa. Chất nhung co giãn giùm em nha. Chốt lên em là đầm này 169. Rồi chị nào lấy mẻ đầm 169 mấy chị chốt lên mà đầm 169.000 nha. Size này là size L mấy chị ơi. Mẫu đầm này là size L dùm em nha, giá 169.000. Form này 60 kg độ lại mấy chị sẽ vừa. Lên em mẫu này nha.
60kg độ lại chị sẽ mang vừa luôn, chốt em là đầm size L 169.000, đầm nhung chốt rất xịn vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Màu mẫu này Nhi vừa nha, Nhi lấy mẫu này nè, size L này vừa nè. Lên rồi. Lấy mẫu này nè Nhi ơi, cái này vừa. Rồi em qua mẫu luôn nha. Chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu đây, rồi lấy thì chốt lên giúp em. Bỏ lại dính mẫu nha. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi, em quay mẫu khác cho mình luôn nè. Rồi đầm đang mang là size L, chị nào lấy size L chốt em là size L nha. Chị nào lấy L chốt L, mẫu vô đó luôn em. Rồi Bích Nhi lấy đầm size L. Nhi cái đầm size L nè, 169.000. Mẫu đang thử là nó có lốt quần bên trong đó nè mấy chị ơi. Nào kéo thôi. Mẫu này có lốt quần bên trong luôn này, em có cho mấy chị là hai màu. Hàng nhung vải rất xịn, chất rất đẹp luôn, chuẩn hàng dùm em nha. Hàng vải rất là đẹp luôn như thế này mấy chị ơi. Có lốt quần bên trong, phía trước của nó là dạng cổ tiểu thư như thế này nè. Có lốt quần bên trong luôn, em đang mang là size S. Em đang mang là size S nha mấy chị nha. S này form dưới 50kg mấy chị sẽ vừa. Mẫu này em có màu đỏ size S à, dưới 50kg dùm em nha. Màu đỏ size S, màu đen size S nè. Đỏ S, đen S. Dưới 50kg là vừa nha mấy chị ơi. Size màu đen có size M nữa nè. Rồi lên giúp em nha. Áo khoác phía sau là 169, cái này 52kg lại vừa, chất nhung co giãn. 52kg lại mang vừa luôn giúp em nha. Màu đỏ là em có cho mấy chị là size S nè. Màu đen là có cho mình size S với size M. S là 52kg lại vừa, size M là tầm 56, 57kg lại giúp em nha. M là 56, 57kg lại mang vừa. Chân mẫu này nó có lớp quần bên trong luôn giúp em, chất nhung đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Lên giùm em là đang mang nha. Đang mang nè mấy chị ơi, 100 đang mang giá là 139.000, trời ơi rất là rẻ luôn á. Đang mang 139.000 thôi mấy chị ơi. Chị nào lấy thì lên giúp em nha mấy chị. Cái vừa mang hồi nãy là giá 169.000 nha chị ơi, Linh Phạm ơi. Nhưng chị like giúp em. Khóc mannequin đang mang ở trong vừa là 169. Khó canh mặt là 169 nha chị ơi, còn mẹ cổ tròn là 155 giúp em nha. Rồi chị mà đầm đang mang trong người 139.000, kèm màu kèm size nha mấy chị. Màu đỏ là em có cho mấy chị là size S thôi. Màu đỏ là em có cho mình size S. Cái trắng đen hồi nãy là 169.000 nha chị Linh Phạm ơi. Mẫu váy vừa mặc là 169 nha chị Nguyễn Hồng nghe. Rồi đầm đang mang trong người 139.000, vải rất là đẹp luôn, chất nhung xịn cực kỳ luôn mấy chị ơi. Có lốt quần bên trong luôn dùm em mẫu này nha, 139.000. Chị nào lấy chốt lên mà đầm 139.000 kèm màu kèm size. Size S là tầm 52kg, mét 6 đổ lại vừa. Size M là tầm 55-56kg đổ lại giúp em nha mấy chị nha. Hai màu, đây là 139.000 màu đỏ, 139.000 màu đen. 139.000 màu đỏ và 139.000 màu đen. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha. 1B9 đỏ, 1B9 đen mấy chị ơi. Vải rất là đẹp luôn. Mẫu này sẽ có lốt quần bên trong cho mình luôn nè. Chị nào mang size S chốt lên em là đầm đỏ size S, đầm đen size S nha. Màu đen là có size M nữa. Còn màu đỏ là chỉ có size S thôi. Chất đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi khóc Medican đang mang là 169 giùm em nha. Mình khóc sát bên cũng là 169 luôn. Khóc 169.000. Còn mẻ cổ tròn là 155. Rồi chị nào lấy thì lên giúp em nha. Rồi lên em là bộ nhung này. Bộ nhung nè mấy chị ơi, một cái quần lưng rất là cao nè. Bộ nhung này quần lưng cao, đi với là một cái áo khóc. Nó này đang trend luôn. Lên giúp em là bộ 159.000. Áo này ở trong nó có đệm vai luôn mấy chị ơi. Ở trong có đệm vai và có lót dày dặn luôn giúp em. Chị nào lấy mẫu này mình lên em là bộ đen nè. Form này tầm 50, form này tầm 52, 53kg lại mang vừa. Bộ đen giúp em, bộ đen 159.000 bộ đen. Nhung dày dặn chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nhung dày dặn chất cực kỳ đẹp luôn nha. Trên vai có đệm vai, bên trong có lót cho mình luôn nè. Bộ nhung giúp em nè mấy chị ơi. Nhung 159.000 bộ nhung. Chị lấy bộ nhung như là bộ nhung 159 nha. Chất nhung dày dặn lắm, bên trong có lót cho mình luôn mấy chị. Trên vai có đệm vai, có lót và có đệm vai luôn. Lên em là mã nhung đen này nha, 159.000 nhung đen. Rồi nhung đen giúp em 159.000 nhung đen nha mấy chị nha. Bộ nhung đen 159. Rồi em quay mẫu nè. Nhung đen 159.
Rồi đó em có một bộ 159.000 nhung đen. Form tầm 52kg loại vừa nha nhung nha. Bộ đó lên form đẹp lắm. Lên giúp em là nhung đen 159. Rồi mẫu này lên giùm em nè mấy chị ơi. Mẫu này em có cho mấy chị là size M, size S với size M hai size. Mẫu này em có cho mình là size S với size M hai size nè. 100 đầm đen là cho em giá 145.000. Tay đây là tay dạng tay phối ren như thế này mấy chị ơi. Chất rất xịn, vải cực kỳ đẹp luôn. Cho chị cái bộ đó thôi. Rồi chia sẻ like giúp em quay mẫu khác cho mình nè. Đồ chị like có chị ở shop không? Dạ có nha chị Trần Thanh Thúy. Đây này, áo trong nó có lốt dày dặn hết như thế này mấy chị ơi. Có lốt và có đệm vai luôn giúp em nha. Có lốt và có đệm vai luôn. Trời ơi, bộ này beo đẹp luôn á, 159.000. Chị nào lấy mình lấy là bộ 159 nha. Form là tầm 52kg lại chị sẽ vừa. Tầm 52kg lại mang vừa mình mặc khót cũng được. Áo này nó dày dặn lắm luôn á, chị có thể mang dạng khót cũng được nha. Còn không mình gài vô. Đầm đỏ mới đưa lên. Mẫu này là gì Vy? Đầm đỏ là 100, mẫu này đúng không chị Trang Hà? Đầm đỏ này giá cho em là 149.000 nha chị ơi. Bộ 159 là chị Kim Chi một bộ nè. Chị Kim Chi bộ 159. Đầm đỏ lên với em đầm đỏ này nha chị ơi. 149.000 đầm đỏ. Đầm đỏ giúp em nha. 149.000 đầm đỏ này em có màu đen với màu đỏ hai màu. Form này tầm 56 57kg lại mang vừa. Bộ đang mang là duy nhất một màu chị Uyên Trương Kim ơi. 159.000. Em nói vải dày dặn chất rất là đẹp luôn, mấy chị có thể tách rồi ra mang được nha. Dạng mình mặc khót nhẹ nhẹ được. Áo mặc khót được, quần này mặc rồi được luôn nè. Lưng cao lắm, chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 40 tầm 52kg vừa nha, duy nhất một màu. Rồi bộ 159 triệu của Nguyên Trương Kim nữa là em hết rồi. Đầm đỏ cho chị Lê Thanh Thủy. Đầm đỏ chị Lê Thanh Thủy. Ok chị nhắn địa chỉ qua giúp em luôn. Đỏ chị Lê Thanh Thủy nhắn địa chỉ qua giùm em nha chị ơi. Mẫu trước là mẫu này đúng không chị Trang Hè? Mẫu này lên giùm em là giá 159.000. Em có cho mấy chị là màu màu bộ đi em hết nha. Lên giúp em là bộ này. Đầm này em có cho mấy chị là màu đỏ màu đen hai màu. Đầm này em có cho mình là màu đỏ màu đen hai màu. Thử lại phone này cho mấy chị nha. Đỏ đen hai màu là giá của nó là 159.000. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Vô đầm đi Vy, đầm nhung á. Bộ đen này em hot nha. Chấm tin nhắn nha em. Đỏ này em có cho mấy chị màu đen nữa nha. Chia sẻ like giúp em mấy chị có lốt quần bên trong luôn nè. Có lốt quần bên trong luôn. Cục này nằm đâu? Kéo đi. Mẫu này giá là 159.000 giúp em luôn. Vải cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng này vải rất là đẹp luôn nha. Đang mang nè, 159.000. Em có cho mấy chị là màu đỏ với lại màu đen luôn, hai màu. Có cho mình màu đỏ với màu đen luôn, hai màu mấy chị ơi. Chốt lại với em là đầm đang mang nha, 159.000. 159.000 mấy chị ơi. Đỏ với đen hai màu. 40kg tầm 56-57kg mấy chị sẽ vừa. Em không bóp gì luôn á. Em không bóp gì Trang Hè ơi. Mẫu này mặc lên nhìn cái eo của mình đó. Như là nhìn cái eo rất là nhỏ luôn mấy chị ơi. Chất nhung này siêu co giãn giùm em nha. 40kg tầm 56-57kg vừa nè. Rất là đẹp luôn như thế này. Trời ơi em nói là form đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Nhìn eo nhỏ gọn lắm luôn á. Rồi màu đỏ với màu đen hai màu nha. Chị nào lấy đầm này lên với bà đầm 159.000 tiền màu. Đầm đỏ 159 đó chị Kim Chi. Đỏ 159 đó chị Kim Chi, ok chị nè. Rồi lên giúp em đỏ với đen hai màu nha mấy chị ơi. À lấy màu gì mấy chị lên màu giùm em nha. Đỏ chị Trang Hè luôn. Đỏ chị Trang Hè 159.000 nha mấy chị ơi. 159 giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy chốt lên. Rồi đỏ với đen hai màu 159.000 kiền màu. 159 kiền màu mấy chị ơi. Lên giúp em nha. Chấm tin nhắn kêu Vy. Rồi lên em là đỏ đen hai màu 159.000 mấy chị ơi. 40kg tầm 56-57kg mấy chị sẽ mang vừa hết nha. Dạ rồi ok chị Hiền Ngân. Rồi em que thử màu đen cho mình nè. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em.
đỏ đen hai màu nha chị nha. Rồi mẫu này cho em là đỏ cổ vuông 169. Đỏ cổ vuông nha mấy chị nha, 169. Nhớ bỏ chung cục nha. Trời ơi, đen đẹp xuất sắc luôn, 159 nha, em nói nhận hàng mấy chị rất là ưng ý. Rồi màu đen giùm em nha mấy chị ơi, đen 159 nha, màu đen. Vải đẹp lắm luôn á. Màu đen 159 nha, chị nào lấy đen cho mẹ đen 159. 40kg tầm 56, 57kg là vừa hết luôn mấy chị ơi. Đen 159 giùm em nha, đỏ 159 và đen 159. Màu nào cũng sang cực kỳ luôn, màu này cũng rất là sang luôn mấy chị ơi. Rồi đỏ đen hai màu 159.000, có lớp quần bên trong luôn nha. Nó sẽ có lớp quần bên trong cho mình luôn. Chị nào lấy màu gì mấy chị chốt màu lên giúp em nha. Đỏ đen hai màu 159.000. Đỏ với đen hai màu mấy chị ơi, 159. Rồi chị nào lấy màu gì lên màu giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào lấy đen chốt đen giúp em, chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha mấy chị ơi. Đỏ đen hai màu 159. Rồi lên giúp em này, đỏ 159 nha mấy chị, có đen 159 nha. Rồi em quay mẫu khác luôn à. Quay mẫu khác luôn. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like giùm em nha. Rồi em quay mẫu này cho mình. Mẫu này mẫu tay ngắn nè mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em quay mẫu khác luôn. Mẫu em nhung á, đầm nhung á. Đang thử là mẻ tay ngắn nha mấy chị nha. Chia sẻ like giúp em nè. Chia sẻ like giùm em. Mẫu đang thử là tay ngắn, em có cho mình là màu đỏ, màu đen hai màu. Thiếu em. Đỏ với đen hai màu mấy chị ơi. 40kg tầm 56, 57kg mấy chị mang ok vừa. Rồi đang mang trong người là màu đỏ. Cổ nó thì rất là xinh luôn. Cổ nó kiểu cổ như này. Chưa like đi. Lên em là đang mang là màu đỏ nha mấy chị nha. Đang mang là màu đỏ nè. Và màu đen luôn hai màu. Chị mà lấy mẫu này chốt lên giúp em đầm 100. Lên là mẫu này đầm 149.000 kìm màu. Vải rất là xịn chất, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi đen với đỏ hai màu nha. Đen với đỏ hai màu, 40kg tầm 56, 57kg mấy chị sẽ vừa hết luôn. Tay của nó là dạng tay ngắn nè. Cổ như này nha mấy chị ơi, ngang qua. Rất là xinh luôn. Cho em mà đầm 149.000 kìm màu. Đầm 149.000 kìm màu nha mấy chị nha. Màu đen, màu đỏ hai màu. Đang mang màu đen 149 đó chị Kim Chi. Đang mang đen 149 đó chị Kim Chi. Rồi đỏ đen hai màu, chị nào lấy chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Đỏ với đen hai màu 149.000 một đầm. Em còn á, đỏ đen hai màu 149. Chị nào lấy đầm 149 đó chị lên giúp em nha. 149.000 màu đỏ, 149.000 màu đen hai màu. Đen đỏ hai màu rồi chị em. Rồi đỏ đen hai màu 149.000 nha mấy chị ơi. Em quay tiếp mẫu mà. Chia sẻ like giúp em luôn. Rồi em quay tiếp mẫu cho mình nha. Tóc gấu em còn nha mấy chị ơi, có chị nào mua tóc gấu không? Em vô mẫu lên lại cho. Tóc gấu 65.000 10 đôi tóc gấu. Đầm đang mang mấy cái mẫu đang trend không luôn á, chuẩn hàng luôn mấy chị ơi, em nói chất rất là đẹp luôn. Rồi form này giùm em nha. Rồi mẫu này dạng của nó xòe ở dưới nè, chất nhung dày dặn, beo xịn beo đẹp luôn. Đó chỗ cái nơ nè, đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị ơi. Nơ lên như thế này nha, cổ vỉa ra ở dưới nó sẽ có một cái độ phồng cho mình luôn này đó. Bây giờ thấy nó phồng ra không? Rồi form này 55, 56kg lại mấy chị sẽ mang vừa. 55, 56kg lại mang vừa. Chốt em mẻ đầm nhung nha mấy chị ơi.
139.000 đầm nhung, vải cực kỳ đẹp luôn. Đầm này có 139.000 thôi nha, vải rất là xịn, rất là đẹp luôn mấy chị ơi, đứng form luôn nè. Đó, mặc vô người nó sẽ có độ phồng ra cho mình nè. Ở trước nè, xinh xỉu luôn mấy chị ơi, lên giùm em nha. Lên với em mà đầm nhung. Lên em mà đầm nhung nha mấy chị nha, đầm nhung 139.000. Lên cho mình là màu đỏ và là màu đen luôn, hai màu. Chất rất đẹp luôn mấy chị ơi, đỏ này đỏ đậm nha, không có sợ bị quá tươi. Màu đỏ với màu đen hai màu giúp em. Mẫu này giá là 139.000 kiền màu, 55-56 ký lại mấy chị sẽ vừa hết. 55-56 ký lại là mang vừa hết luôn. Nó giúp em nha. Thì màu đen nè, màu đen nè mấy chị ơi, đen với đỏ hai màu. Lên giùm em là đầm 100. Làm sai giá đúng không? Cái này sao? Cái này để 145 vậy? 145 đây chính hai bé dế với heo, hai mẫu khác nhau rồi. Rồi bé 139 luôn đi, để 139 hết luôn đi. 139.000 giúp em màu đen và màu đỏ hai màu nha mấy chị ơi. 55-56-57 ký lại mấy chị sẽ mang vừa. 56-57 ký lại mang vừa luôn giúp em. Lên giùm em là 139.000 tiền màu. 139.000 tiền màu giùm em nha. 139 màu đen, 139 màu đỏ. Vậy y giá nhau vậy Thanh Trang ơi, một giá nha, mà đi bán một giá à. Lo giúp em chỉ là những cái hàng nào mà em bán đầu like thì quay shop không được giá đó nha. Đầu like là em bán tặng cho mấy chị chia sẻ like thôi. Thì lên thì ở shop thì giá cũ của nó chúng ta là giá sale đó. Còn những cái hàng em like bình thường như này nè, trên like sale ở shop y vậy nha chị. Rồi lo giùm em là màu đen 139.000 với màu đỏ 139. Y giá 139 nè. 139 đen, 139 đỏ giùm em nha, hai màu mấy chị ơi. Chị nào lấy mình lo giúp em nha. Rồi lên em mã áo thun nè, áo này em có cho mấy chị là 3 màu. Áo này lên giùm em là màu xanh coban nè, màu xanh lá nè và màu hồng luôn, 3 màu. Mẫu này có cho mấy chị là 3 màu nha, màu xanh coban nè, màu xanh lá nè và màu hồng luôn giúp em, 3 màu. Chị nào lấy áo này mấy chị lên giùm em là áo 70. Lên em là áo 79.000. Kèm màu mấy chị, màu hồng là 75.000 nè, 40 đến tầm 55 kg vừa. Màu hồng là 75.000, màu xanh lá là 79.000 và màu xanh coban là 79.000 giúp em nha. Xanh coban là 79.000, xanh lá là 79.000 và màu này cho là màu hồng sen, hồng sen là 75.000. 40 kg đến tầm 55 kg mấy chị sẽ mang vừa hết luôn á. Chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Xanh coban 79, xanh lá 79 và màu hồng sen là 75.000 nha. Áo tay ngắn vải rất là đẹp luôn. Áo tay ngắn quả đẹp lắm mấy chị ơi, lên giúp em nha. Rồi mẹ áo sọc này lên giùm em áo sọc nè, 85.000 kìm màu. Em có cho mấy chị là sọc đen và sọc trắng hai màu. Áo này có cho mình là sọc đen với là sọc trắng nha mấy chị nha, hai màu giùm em luôn. Sọc trắng 85 và sọc đen 85.000, 40kg đến 60kg mang vừa áo này. Số vải rất là đẹp luôn nào mấy chị ơi, lên giùm em nha. 85.000 sọc trắng và 85.000 sọc đen hai màu nha. Sọc trắng với sọc đen hai màu. Rồi em quay mẫu luôn. Như mẫu đi, mẫu làm nhung đó. Hôm nay bộ xanh em có dỡ đem coi thử không? Khi nó sai mẫu quá nha, nó trong bị đúng không? Dỡ đây lại coi thử. Em quay mẫu nha mấy chị ơi. Sọc trắng á chị Kim Chi, sọc trắng. Mẫu đang mang là nó sẽ có lót quần bên trong cho mình luôn nè. Rồi sọc trắng 85 mấy chị Kim Chi. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Nó đâm đây. Cái dây qua cột ngang qua. Rồi đâu. Rồi đầm em đang mang mấy chị ơi, 40kg tầm 55kg mấy chị sẽ mang vừa nha. 40 tầm 55kg mang vừa. Cái tay của nó nè mấy chị, tay này rất là đẹp luôn. Mẫu này có lót quần bên trong. Mẫu này sẽ có lót quần bên trong luôn giúp em. Chị em là đầm 145.000 kìm màu nha mấy chị ơi. Đầm này lên là 145.000 nha kìm màu. Cổ nó là dạng cổ vuông như thế này nè. Cổ nó là dạng cổ vuông và tay của nó nè mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Chị em là đầm đang mang 145.000 đầm đang mang. Đầm đang mang 145 nha mấy chị ơi. Có lớp quần bên trong và cổ nó dạng cổ vuông nè, tay nó có phối. Chị mà đầm đen nha, 145.000 đầm đen mấy chị. 55-56 kg độ lại chị sẽ mang vừa. Đó.
con này nha. 55-56 ký lại mấy chị sẽ mang vừa luôn. Chốt em mẻ đầm đen nha. Đầm đen 145.000 đầm đen. Rồi mẻ khót cardigan chữ này em còn cái này 159.000. Chị nào lấy khót này cho mẻ khót 159 phong to rộng luôn nè mấy chị ơi, dễ mang nha. Đây to rộng luôn nè. Rồi cho em mẻ cardigan 159.000. Khót len cardigan 159 nha mấy chị ơi, khót len chữ này có hai túi hai bên. Form này bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn á. Cho em mẻ khót chữ 159, khót len chữ nha mấy chị nha. 159.000 khót len chữ. Chú em mẻ len chữ 159. Len chữ nha, khót len chữ 159.000 nè mấy chị ơi. Lo em mẻ len chữ 159. Rồi lo em mẻ quần này nè. Đầm đang mang là nó to S với to M hai size nha chị Nguyễn Tròn Lan Quy ơi, em đang mang size S á. Em đang mang là size S nha, có S với có M hai size. Rồi cho em là áo khó 159.000. Khó 159. Đầm đang mang là 145.000 kiềm size mấy chị, S với M. Rồi cho em là mẻ quần này đi, quần này em có cho mấy chị là size S, size M và size L luôn. B size. Quần này có cho mấy chị size S, size M, size L luôn nè mấy chị ơi, B size 99.000. Quần chất nhung tâm như thế này là rất là đẹp luôn. Ống của nó ống bo nha. Cho em là quần 99.000 kiềm size nè. Quần này chất rất đẹp luôn mấy chị. Rồi lên em quần này có hai túi hai bên luôn nha mấy chị nha. 99.000 một quần, vải đẹp lắm luôn. Rồi mình lên giùm em là quần nha mấy chị nha, 99.000 quần này nha. Quần nâu 99.000, 40kg đến 60kg mang vừa. Chị lấy quần nâu, chị mẻ quần nâu nha, kìm size. Nó có cho mấy chị là size S, size M, size L và size XL luôn. XML với lại XL luôn mấy chị ơi. Lên giùm em nha, XML và XL luôn, 99.000 một quần. 99.000 một quần. Sao vậy? Nhô không được không? Rồi đưa mẫu đi quay lại. Đầm này em còn cho mấy chị một cái size S là 175.000. Ý này tầm 52 cái loại vừa nha mấy chị ơi. 175 nhưng mà đầm 175.000. Đầm này nha. 40 kg đến tầm 52, 53 kg nghĩ mấy chị vừa luôn á. Vải của nó sẽ hơi co giãn nhẹ cho mình, 53 54 cái loại vẫn vừa. Cho em là đầm 175.000 nha mấy chị nha. Đầm này 175, chốt em mẻ đầm 175.000. Rồi, đầm 175.000 nha mấy chị nha. Chốt em mẻ đầm 175. Cổ nó này phố riêng, riêng là dài dặn chất đẹp lắm mấy chị ơi. 53 54 ký lại mang vừa nha, dáng dài que gối luôn. Đó, dáng dài que gối như này. Mấy chị lên giúp em là đầm này nha, 175.000. Đầm 175, chốt em mẻ đầm 175.000. Rồi, áo lông này em xem mấy chị còn 155. Áo lông này xem còn 155.000. Dày dặn cực kỳ luôn mấy chị ơi. Em có cho mình là size S với lại size M nha, hai size. S là form tầm 52kg lại men vừa, size M tầm 55-56kg lại men vừa. Chị nào lấy mình lên giúp em là áo này nha. Áo lông này đang xe 155. Áo này đang xe cho mình còn 155.000. Chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 155 nè. Dạng beo á, dạng quải beo như thế này. Rồi nút cài. Form ngắn ngắn mấy chị phối với đầm beo cưng luôn. Ý là 40 đến tầm 52kg đi, size M 55-56kg lại men vừa. Chị đó lấy chốt em mẹ áo này nha mấy chị nha. 155 giấy seal, mặc rất ấm luôn. Em mẹ 155, khó 155. Em mẹ khó 155.000. Rồi lên em mẹ áo lon màu nè mấy chị ơi. Chia sẻ like giúp em nha. Rồi mẹ áo lon màu, áo len lon màu. Vải đẹp ơi là đẹp luôn nè. Rồi mặc lên rất sang luôn mấy chị ơi. Cái này mặc lên sang nha. Lên giùm em là mẹ áo len 99.000. Áo len 99.000 mấy chị. Màu cực kỳ sang luôn á. Rất là đẹp luôn như này giúp em nha. Mấy chị mặc quần ống suông hoặc mặc chân váy cũng đẹp. 40kg đến 60kg đều vừa hết luôn nè. Cho em là mẹ áo len này nha. Lên giùm em mẹ áo len 99.000. Áo len 99.000, áo len khóc hồi nãy ok em phun trúc. Lên giùm em là áo len nha mấy chị ơi, 99.000 áo len. Chốt em áo len 99.000, 40kg đến 60kg men vừa. Áo len lon màu như này nha mấy chị nha. Lon màu sớ vải dày dặn luôn, chất rất là đẹp giùm em. Cho em mẻ lon màu 99.000 lon màu. 99.000 lon màu.
Rồi cái này lên em lại áo khóc đây nha. Khóc hồi nãy cái này có ít với có M hai size. Có ít với có M hai size với chị ơi. Cho em là mẻ khóc này 155.000. 155 chị lấy khóc 155 chốt lên giúp em nha. 155.000 với chị ơi. Túi này dày dặn chốt đẹp cực kỳ luôn, mặt nó dễ thương lắm luôn mấy chị ơi, lẹ nha. Cho em là áo khóc 155.000 kiềm size, size với size M hai size. Beo ấm luôn á. Có đang cầm là size S nè. Ấm đẹp lắm mấy chị ơi, dễ phối đồ nha, phối đầm đồ á. Rồi lên giúp em là áo 150. Áo 155.000 kiềm size. Rồi đây mấy chị. Áo 155 kiềm size giúp em nha, S với M luôn hai size. S với M hai size 155. Rồi tóc gấu nè, chị nào lấy tóc gấu nha, em là tóc gấu 10 đôi. Tóc gấu 10 đôi giá 65.000 10 đôi nha mấy chị nha. Tóc gấu giùm em là 10 đôi 65.000. Còn chip còn không ơi. Rồi tóc gấu giùm em nha, 10 đôi 65.000 10 đôi mấy chị ơi. Em là mẹ tóc gấu nha. 65.000 10 đôi tóc gấu. Chị nào lấy tóc gấu mình chốt lên giúp em nè. Tóc gấu 65.000 10 đôi nha mấy chị nha. Ai lấy tóc gấu chị mẹ tóc gấu 65.000 10 đôi tóc gấu nha. 65.000 10 đôi tóc gấu, ai lấy mấy chị lên giúp em tóc gấu. Tóc gấu 65.000. Rồi mẫu này lên giùm em là quần chip nè, 49.000 năm quần. Quần chip này em còn ít nè mấy chị ơi. 49.000 năm quần chip nha. Chị lấy quần chip chốt mẹ quần chip. 40 kg đến 60 kg, 65 kg gì mấy chị sẽ vừa hết luôn. Lên em là quần chip cho mấy chị ơi. Rồi, quần chip nha, quần chip giúp em 49.000 năm quần. 49.000 năm quần nha mấy chị nha, co giãn thoải mái luôn, quần này mặc đẻ lắm. Co giãn thoải mái luôn như giúp em như thế này nè. Rồi cho em là quần chip 49.000 năm quần. Ai lấy mấy chị lo giùm em nha. Chip 49.000 năm quần mấy chị. Rồi đây. 49.000 năm quần giúp em nha, quần chip 49.000 năm quần. Rồi lo em mẹ áo sọc nè mấy chị. Áo sọc này form 40 kg đến 60 kg, 65 70 kg, cái này mấy chị mặc đôi được nè. Form to rộng luôn nha. Mẫu này form to rộng luôn á chị, mặc đôi cũng được nữa. Lên giùm em là áo sọc mấy chị ơi, 135.000 áo sọc. 139.000 áo sọc mấy chị. Chốt em mẹ áo sọc 139. Vải dày dặn cực kỳ luôn, cái màu là cái màu rất là sang luôn á. Màu này lên beo sang luôn cho mình nè. Lên giúp em là mẻ sọc này nha mấy chị nha, 139.000. Nam nữ gì mấy chị mặc được hết luôn, vải cực kỳ đẹp. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi cho em là mẹ áo sọc mấy chị ơi. Áo sọc 139.000 áo sọc nha, mặc đôi được luôn á. Mẫu này mình mặc đôi được luôn nè mấy chị. Rồi lên em là sọc 139.000, đầm đang mang trong người là 175 nha mấy chị nha. 53-54 kg lại mang vừa. Rồi chị nào lấy sọc cho em mẻ sọc nha. Rồi em qua mẫu nè, chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Về áo xám phía sau giá là 155.000. Lấy lá bia khách coi. Xám phía sau là 155 nha chị Hồng Lụa ơi. Áo len dài vậy chị, chốt rất là đẹp luôn. 155.000 giùm em, 155. Cho mấy chị màu đỏ và màu đen. Rồi. Đang mang có cho mình màu đỏ, màu đen hai màu size S nha mấy chị ơi. Đỏ là size S giúp em nha. Rồi, áo này 155.000 chị Hồng Lụa ơi, 155. Màu vui. Màu có màu không? 155.000, 40 kg đến 60, 65 kg gì vừa hết luôn nha chị ơi. Vải len dày dặn cực kỳ luôn, chất rất là đẹp nè. Chị em là áo len 155 nha chị nha. Áo len 155.000, áo len màu xám. Vải beo đẹp luôn, hàng này vải đẹp lắm. 155 giúp em nha, len xám 155.000, len xám mấy chị ơi. Chốt em mẻ len xám 155 nha chị. Len xám 155.000. Rồi đang mang trong người em có cho mấy chị làm size S nha. Size S màu đen với màu đỏ hai màu. Đầm nhung này cho em là 139.000. Đầm nhung 139.000 kìm màu mấy chị ơi. Size S giúp em nha, size S màu đỏ với màu đen hai màu. Mẫu này chỉ có mấy chị là size S thôi.
đỏ với đen hai màu nha mấy chị nha. Ít này tầm 46, 47, 48 kg loại chị sẽ vừa. 139.000 chất nhung rất là xịn vải, rất là đẹp luôn, trở vai. Mang trở vai như em đang mang này nha. Rồi đỏ đen hai màu size S 139. Đỏ đen hai màu size S 139 chị nào lấy chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Áo màu xám hồi nãy em có cho mình màu tím đó nè chị. 155.000 màu tím. 155.000 màu tím nè chị, và 155.000 màu xanh nữa nha. Tím với xanh nữa hai màu, giá 155. Áo len cổ tròn, dày dặn chất vải rất là đẹp luôn. Chị nào lấy mà lên giùm em là màu tím nha. Màu tím mấy chị ơi. Màu tím 100 màu tím 155.000, màu xanh 155 và màu sau là màu xám giùm em nha. 155.000 một áo. Chốt lên giúp em nha mấy chị ơi. Chốt lên giùm em nha. Xanh, tím, xám. Rồi. Chị Hồng Quế lấy màu xám 155. Chị Hồng Quế lấy xám 155. Chị nào lấy thì lên giúp em nha mấy chị ơi. Xanh, tím, xám, ba màu. Xanh, tím với lại xám luôn, ba màu giúp em. Rồi xanh tím xám ba màu chị nào lấy lên giùm em nha. Đang mang làm chỉ có size S thôi. Màu đỏ với màu đen hai màu. Đỏ size S và đen size S nha mấy chị nha. 139.000 đồng đang mang. 139.000 đồng đang mang, chị nào lấy chốt lên giúp em. S 139 kèm màu nha, đen với đỏ hai màu luôn mấy chị ơi. Đỏ 139 đó chị Ánh Tuyết. Kiếm chị luôn ơi. Rồi em quay mẫu nha mấy chị ơi. Đỏ với đen hai màu. Em đang mang nè mấy chị ơi. Rồi đang mang giúp em đầm này cũng là đầm nhung. Đầm này cũng là đầm nhung luôn nha mấy chị ơi. Cổ là dạng cổ vuông ve như thế này. Cổ vuông ve nè. Xong rồi có phối riêng cho mình nha. Form này tầm 52-53 cứ lại mấy chị sẽ mang vừa. Chốt em mẻ đầm đen. Chốt em mẻ đầm đen mấy chị. Nhưng mà 53-54 ký lại mang vừa. Đầm đen 145.000 đầm đen mấy chị ơi. Cổ nó nè, đeo cưng luôn nha. Chất rất là đẹp luôn. Cổ này dạng cổ riêng nè mấy chị ơi. Cổ vuông phó riêng. Tay nè, tay dài 145.000. Chị đâu lấy đầm 145 mấy chị chốt lên giúp em nha. Form này tầm 53-54 ký đổ lại mấy chị sẽ mang vừa. Chất của nó là chất nhung. Chất nhung nha mấy chị nha. 53-54 ký lại mang vừa giúp em. Chỉ là đầm 145.000. 145.000 nha mấy chị ơi. 145.000 đầm đen. 53-54 ký lại là sẽ mang vừa. Chốt em mẹ đầm đen 145. Đầm đen nha mấy chị ơi. Đầm đen 145 giúp em. Chị Thanh Lam đen 145 nè. Rồi nhưng mà đầm 145.000 nha mấy chị ơi. Đầm 145.000 giúp em nha. 40kg tầm 53-54kg vừa. Chốt em mẻ đen. Rồi khóc cardigan này 169. Khóc này 169.000. Chị nào lấy chốt lên em là khóc 169 nha mấy chị nha. Khóc 169.000 mẻ khóc. Khóc này giúp em là khóc cardigan nè mấy chị. Khóc này to, rộng, rãi, thoải mái luôn nha. Bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn. Mẫu này bao nhiêu ký cũng vừa hết luôn nè mấy chị. Cho em là mẻ khóc đang mang. Mẻ khóc đang mang giá là 169.000. 169.000 giùm em mẻ khóc này nha mấy chị nha. 40kg đến 60kg, 65-70kg gì vừa hết luôn. Chị nào lấy khóc xém cho em là mẻ khóc xém 169.000. Rồi khóc xém 169 nha mấy chị nha. Cho em mẻ khóc xém 169.000 khóc xém. Chốt này em là khóc xém 169. Khóc xém nha mấy chị ơi. 169.000 khóc xém. Rồi em quay mẫu luôn. Rồi lấy xém 169 mấy chị chốt lên giúp em nha. Đầm nhung thì đầm em mới mặc một màu nha chị. Đỏ thì mẫu khác. Còn áo khóc này không có đỏ. Áo khóc em có không? Có màu đó thôi chị, cũng không có đỏ luôn. Ngọc kéo về, coi giá luôn. Rồi đầm im mang 155.000, vải rất đẹp nữa chị ơi. Đầm im mang 155 nha, dáng dài, dáng dài 155.000, form này tầm 52-53-54 ký lại mấy chị sẽ mang vừa. 52-53 ký lại vừa. Ở trúc xoắn nè, đầm này giá 155.000. Vải đẹp cực kỳ luôn, chỉ mà đầm 155 nha mấy chị ơi.
đầm dáng dài là 155.000. Chị đang lấy đầm này cho em mã đầm 155.000 nha. 5253 quý lão chị sẽ mang vừa. Vải rất là đẹp luôn. Chất vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Đầm nhung đỏ thì mẫu khác nha chị ơi. Rồi cho em là áo len này nha. Áo len này 99.000. Form này từ 40kg nè đến 60kg mấy chị sẽ vừa hết luôn. Form này từ 40kg đến 60kg là mang vừa hết luôn. Lên với em là áo len nha, áo len dạng len lon màu nè mấy chị. Len lon màu nè. Cho em là mẻ len lon màu này nha, 99.000 áo len lon màu. Áo len lon màu 99.000 áo len mấy chị. Chốt em mẻ áo len 99.000 nha. Áo len 99.000 mẻ áo len. Rồi. Bộ dạ ba món này em lên mấy chị mẫu này. Gồm một chân váy nhung nè mấy chị ơi, có lót quần bên trong. Chân váy nhung có lót quần bên trong, đi một áo sơ mi trắng nè. Này phải nút lại luôn ơi. Rồi một áo vi lê dạ. Bộ này nha mấy chị ơi, bộ ba món luôn giùm em mẫu này. Form này 40 đến tầm 50 40 đến tầm 50 55kg mấy chị sẽ mang vừa. 159.000 bộ ba món luôn. 159 bộ ba món mấy chị tách rồi ra mang từng món riêng cũng được luôn nha. Chân váy nhung nó sẽ có lót quần bên trong. Chân váy nhung có lót quần bên trong nè. Áo vi lê là áo vi lê dạ. Vi lê dạ nè mấy chị. Và đi với lại áo sơ mi trắng bên trong nữa. Trên cùng lại được rồi. Rồi lấy bộ hồng kia nữa, bộ hồng nữa. Rồi lên giùm em là bộ dạ ba món nha mấy chị ơi, 159.000 dạ ba món. Một áo sơ mi nè cột nơ phía trước. Một áo sơ mi cột nơ phía trước giúp em nè. Rồi, một cái sơ mi cột nơ phía trước nè mấy chị ơi, đi với một cái chân váy nhung. Rồi đi với lại chân váy nhung nó có lót quần bên trong như thế này giùm em nha. Chân váy nhung có lót quần bên trong luôn mấy chị ơi. Về một cái áo ghi lê bên ngoài. Một áo ghi lê bên ngoài luôn nè. 159.000 bộ 3 món mấy chị tách rồi ra mặc riêng từng món vẫn ok luôn nha. Cho em là bộ 3 món 159.000 mấy chị ơi. Sơ mi nè. Chân váy nhung màu đen. Sơ mi chân váy nhung màu đen và một cái áo ghi lê bên ngoài nữa. 159.000 bộ 3 món. Chị đồ lái chốt đây là 3 món 159 nha. Rồi ba món 159.000, ba món 40 đến 55kg vừa. Rồi mẫu này lên là màu hồng. Màu hồng này trời ơi, cái áo sơ mi màu hồng đẹp. Thật sự rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Vải rất là đẹp luôn nè. Lên giùm em là mẫu này có màu hồng nữa nè. Bộ nãy cho em là màu trắng nha. Cái này cho em là màu hồng mấy chị. Nơ mình cột rồi mình cột điều chỉnh lại nha. Màu hồng nữa nè. Rất là xinh luôn mấy chị ơi. Đây, chân váy có lót quần bên trong và đi một chân mình một áo ghi lê màu đen nữa nè. Lên giùm em bộ này nha, chứ là bộ hồng. Bộ hồng mấy chị. Lên với là màu hồng nha, 159.000 màu hồng. Vải đẹp cực kỳ đẹp luôn. Hồng 159 nha mấy chị ơi, chứ là hồng 159.000. Vải rất xịn chất, rất là đẹp luôn nè. Hồng 159. Chị nào lấy hồng lên giúp em là mẻ hồng nha. 159.000 màu hồng mấy chị ơi. Hồng 159 giúp em nè. Áo nè. Chân váy lót quần trong và áo ghi lê bên ngoài. Bộ ba món như này luôn nha, 159.000. Chị nào lấy ba món lên là ba món 159 nha mấy chị nha. Ba món 159.000 ba món. Ba món 159.000. Rồi em quay mẫu tiếp nha. Rồi lên em áo này em có cho mấy chị là màu nâu nè, áo nâu 95.000 áo nâu. Em là áo nâu 95.000. Rồi áo nâu nè chất rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Vải dày dặn chất beo đẹp luôn nha. 40kg đến 60kg mấy chị sẽ vừa hết luôn. Áo nâu rồi lên giùm em mẹ áo nâu nè. Rồi em quay mẫu luôn. Chia sẻ like giùm em nè mấy chị ơi. Thank you.
em cái quần này nha mấy chị nha. Quần cho em là quần 165.000. Đơn về con ba cười đi đơn rồi. Đi đơn rồi nha. Rồi lên với em là áo đang mang mấy chị ơi. Áo đang mang là 95.000. Quần đang mang là 165.000 giúp em. Quần này có mấy chị là size S, size M với lại size L luôn nha. Đó, ống của nó như thế này nè. S, M, L luôn, ba size. Quần 165, áo là 95.000. Lên giúp em mẫu này nha. Quần là 165.000 mấy chị ơi. Còn áo là 95.000. Áo là form từ 40kg đến 60kg mấy chị sẽ vừa hết luôn nha. Áo từ 40 đến 60kg là vừa hết luôn giùm em mã áo. Còn quần là 165.000 em có mấy chị là size S, size M và lại size L luôn. Ba size. Chị nào lấy quần chốt em mã quần nha. Quần kèm size 165, quần kaki màu kim nè, quần kaki màu kim nè. Vải rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 165.000 giúp em nha. Quần vải kaki với Nhi mà quần này sợ Nhi không vừa rồi. Quần là vải kaki giúp em nha, 165.000 có size S, size M và size L luôn. B size. S, M, L luôn mấy chị ơi. B size giúp em nha. Còn áo là 40 đến 60 kg mang vừa. Áo là 95.000 giúp em, áo này vải đẹp cực kỳ luôn, cái màu là đẹp lắm mấy chị ơi. 95.000 áo nha, 95.000 áo, còn quần là 165. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. Rồi quay cho mình mẫu này. Bộ vest, bộ vest. Em đang mang quần 165 áo 95 nha mấy chị ơi. Rồi em quay mẫu luôn nha. Chị nào lấy thì chốt lên nha mấy chị nha. Rồi chia sẻ mai giúp em. Mẫu này là một cái quần lưng cao nha mấy chị ơi. Mẫu này lên giùm em là một cái quần lưng cao nè. Một quần lưng cao nè mấy chị. Ở sau sẽ có lưng thun cho mình ở phía sau nha. Bo chung phía sau và có dây kéo bên hông. Lên giùm em mẫu này màu đen. 100 giá siêu còn 125.000. Bộ này màu đen giá siêu còn 125 nè mấy chị. Chốt em là bộ đen 125. Áo này mấy chị mặc dạng khốt cũng được nha. Không mấy chị gài hết vô cũng được luôn nè. Cho em là bộ đen 125.000 bộ đen. Bộ đen 125 nha mấy chị nha. Đó. Form này 40kg đến tầm 53, 54kg mấy chị sẽ mang vừa. Quần ở sau là có lưng thun cho mình luôn. Bên hông là có dây kéo bên hông. Bên hông là có dây kéo bên hông nha mấy chị nha. Có áo khóc len để khóc đầm không chị? Khóc len này em có dạng như mannequin đang mặc có được không chị Su ơi? Chị Su lên đây ơi. Mẫu đó được không? Áo lông màu nâu vi, kiểu lông nâu vi. Áo lông nâu. Về mấy dạng áo này được không chị? Áo này cho em là len nâu đậm 119.000, nâu đậm, len lông màu nâu. Lo em là áo màu nâu đậm nha mấy chị nha. 40kg đến 60kg, len lông màu nâu em. 40kg đến 60kg mang vừa, cho em là áo nâu 119.000 nha mấy chị nha. Áo nâu 119.000, áo nâu. Chú em mã nâu 119 nè, nâu đậm với lại nâu nhạt hai màu. Rồi nâu đậm với nâu nhạt nha mấy chị ơi, hai màu 119.000 kìm màu giùm em áo này. Áo màu nâu nhạt và áo màu nâu đậm nha mấy chị nha, hai màu nâu nhạt nè. Và nâu đậm giùm em luôn, hai màu á chị. 40 đến 60 kg mang vừa nha, chốt em là 119.000 kìm màu, màu đậm, màu nhạt hai màu. Đậm với nhạt hai màu 119. Len mà len hồng 169 á, cho diện cái đi. Rồi nhưng mà đậm với nhạt hai màu nha mấy chị ơi, 119.000 kìm màu giúp em. 119.000 màu. Cái quay lại ở cây rô hồng á. Cây rô hồng có bo dưới 169 á. Rồi lên giúp em là mẻ len hồng này nha mấy chị nha. Len hồng 40 đến 60 kg mang vừa. Mấy chị lên giùm em là len hồng này nha. Len hồng 139.000 len hồng. Len hồng 139.000. Chị nào lấy len hồng này mấy chị lên mẻ len hồng 139. Dạ khóc dạ có chị. Len hồng giùm em nha. 139.000 len hồng, chị lấy len hồng với mẻ len hồng 139 mấy chị ơi. Len hồng 139.000 len hồng. Len hồng 139. Rồi mẻ này em là khóc lông màu nâu, khóc lông màu nâu em mấy chị nha. Lông nâu 40 đến 60 kg mang vừa. Khóc lông màu nâu này em là 135.000. Mấy chị mặc luôn được hoặc mình khóc nhẹ được. Mặc luôn được hoặc là khóc nhẹ được nha. Rồi, ai lấy thì lên giùm em là áo lông nâu mấy chị ơi. Khóc lông màu nâu nha. 135 135.000 đúng rồi.
Lấy gốc dạ đi, ngày hôm qua cổ viết luôn đưa chị luôn. Rồi cho em mẫu này, một áo hai dây bên trong, một hót len bên ngoài mấy chị ơi. Từ 40kg đến 60kg mang vừa, cho em là áo này, em xem mấy chị còn 95.000. 95.000 nha, một áo hai dây bên trong và một hót bên ngoài. Một áo hai dây bên trong và một hót bên ngoài luôn mấy chị ơi. Lên giùm em là mẫu này nha. 95.000, 95.000 mẫu này mấy chị. Áo hai dây nè, vải này toàn bộ là vải len hết. Vải len hết luôn, mấy chị tách rời ra mặc cũng được nha. Hai dây bên trong và một kéo hót bên ngoài. Rồi hai dây bên trong, hai dây bên trong một khóc bên ngoài mấy chị. Mình lên giùm em là 100, lên giúp em là m, lên em là 95.000 nha mấy chị nha. 95.000 từ 40kg đến 60kg mang vừa, 95.000 nha mấy chị ơi. Rồi áo khóc dạ đây nha chị, chị Tâm Nguyễn khóc dạ đây 125. Mơ dưới đúng không? Rồi lên em là khóc dạ này nha, khóc dạ nè 125. Sao em tắt la này em vô la khác nha mấy chị ơi. Em tắt la này giờ em vô la mới nha, em vô hệ thống không chị đi bb. Ồ, dạ này chị 125 nha mấy chị nha. Dạ 125, chị lấy dạ chốt em mẹ dạ 125. Dạ 125.000 nha mấy chị nha. Dạ 125, ai lấy dạ cho em là dạ đen 125, dạ đen nha. Rồi dạ đen 125. Rồi em tắt like này em vô like mới nha mấy chị ơi. Vô like mới nha. Vô like mới, vô like mới.